Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Vẫn là chủ đề của những cây cần thăng được ghép quất để chúng ta có những chậu quất cảnh ngày xuân rất là đẹp. Cuốn video tiếp theo giao lưu và chia sẻ tại vườn cảnh nhà vườn Xuân Phượng, địa chỉ tại đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Và tác phẩm đầu tiên mà ông Xuân giới thiệu với chúng ta đó là một cây cần thăng ghép quất với tên là Tích Tụ Phát Lộc. Nó không ngược sáng thì vế phải này đẹp quá, tôi không soi được trực diện, phải soi chếch một góc. Bệ đẹp quá các bác ơi. Bệ cần thăng xù xì gai gốc già đẹp quá, thân luống lượn và cái chiều cao của nó chỉ khoảng 1 mét. Và chiều cao của thân cây nó chỉ khoảng 1 mét, thế là tạo được những cái bóng dáng của những cây lùn lực mà theo cái lối đương đại bây giờ rất hay chơi, đẹp không anh? Có thể cho cung cấp được cái vanh của cái thân ấy bao nhiêu của cây cần thăng ở dưới này thì... Đấy là vanh bệ này, vanh gốc này. Được. Cái gốc của nó thì cũng phải khoảng độ đường kính gốc của nó cũng phải khoảng là 25. Và còn cái đường kính bệ dưới này, đường kính bệ thì to lắm, và nó đường kính bệ. Và cây này mà giao lưu thì giá bao nhiêu anh? 120 triệu. 120, vâng, 120 triệu. Tôi bước sang phía bên kia cho khỏi ngược sáng để tôi soi được trên một cái bể họa tiết đắp tay. Và đây nhá, cái cây cần thăng nó có cái điểm nhấn cực kỳ đẹp ở cái chỗ này. Nếu chúng ta chỉ chơi cần thăng không thôi tôi thấy hấp dẫn rồi. Đây đây. Phía trên này qua cắt giật quá nhiều lần tạo lên rất nhiều u cục. Và nó chùn ra cả đây nhá, chùn lại. Đẹp không? Dáng siêu, có phóng có hồi, có tả hữu lên ngọn. Để đeo đến mấy trăm quả quất như thế này. Đẹp quá, như một cây cổ thụ. Với giá 120 triệu. Còn nếu cho thuê thì chắc cũng tầm khoảng 50 triệu. 50 triệu. Và các bác mà tham quan xong trực tiếp mà ưng thuận thì làm hợp đồng cho thuê xong là chúng ta có thể ngồi nhà chờ nhà vườn đưa quất đến để kê kích đúng vị trí quy định. Sau đó 60 ngày sau lại đến lấy về. Và đây là hình ảnh của một cây mà có tên là Siêu Phong Phượng Vũ. Cây này thì bóng rất thoáng đãng. Dưới là một tiểu cảnh làng quê. Rồi, tôi quay rồi. Lúc tôi đưa ống kính đến thì anh giới thiệu luôn. Đến lúc tôi quay lên trên cây rồi. Và chúng ta đứng hoàn toàn ở dưới tán của cây quất. Cây cần thăng ghép quất đấy. Bây giờ lại có cái trường hợp này nữa. Nếu trường hợp mà khách hàng người ta có một cái cây quất rất đẹp, cây cần thăng rất đẹp, người ta đang chơi cần thăng cảnh mà người ta muốn chuyển đến đây nhờ anh đầu tư về kỹ thuật, anh ghép quất. Vâng, thì tháng riêng đưa đến ấy. Thì tháng riêng đưa đến. Tháng riêng. Được. Thế còn tùy thuộc sản phẩm như thế nào để trả tiền công anh sau, đúng không? Vâng, tất nhiên là lúc ấy theo cái hợp đồng. Cây to hay cây nhỏ đấy. Được rồi. Cái này tôi sẽ có đấy, tôi sẽ mách mấy anh em tôi đang chơi rất nhiều cần thăng. Thì chuyển đến đây anh làm hộ nhỉ. Xong đến cuối năm đấy anh. Thực ra thì cái tác phẩm này tôi muốn nhấn mạnh đến cái điểm là cái quan trọng là tạo điểm nhấn ở cái gốc và cái thân cây cần thăng. Không, đẹp lắm, những cây cần thăng ấy rất đẹp. Nó đẹp.
và nó cổ quái và nó quý giá thì sẽ là điểm nhấn để tạo lên một cây quất đẹp cực kỳ luôn đấy. Được rồi, mà rất già nhá, mốc trắng hết cả rồi đấy. Thực ra những cây quất này thì theo những nhiều những vị chơi ấy thì cũng có phản hồi lại là cũng đem lại về mặt phong thủy, không những đẹp về về cây, về tán lá rồi hoa quả, nhưng còn có đem lại về phong thủy. Vâng. Là đem lại rất là may mắn trong một năm mới. Được rồi, Đỗ Sinh sẽ đăng tải lên làm cầu nối và anh em chúng ta sẽ được thưởng thức những chậu cần thăng ghép quất đẳng cấp như thế này. Vâng, chia sẻ với anh em chúng ta rất nhiều những cây quất tầm lớn, cao từ 1 mét, mét rưỡi và thậm chí 2 mét. Những cây mà có giá trị từ 100 triệu trở lên đến 120 triệu. Thì đến giờ phút này chúng ta được xem những cây cần thăng ghép quất tầm nhỏ với những cái chậu bonsai rất xinh xắn đẹp như thế này. Một người cho cùng lắm đến hai người bê được. Ví dụ như cây này là hai người bê này. Đấy. Thế và những cây này là một người bê này các bác ạ. Tôi sẽ giới thiệu với các bác đồng loạt hết nhá, hết cái hình ảnh của các cái dãy sản phẩm như này. Sau đó chúng ta cận cảnh với một vài tác phẩm tiêu biểu. Riêng cái chỗ này của anh tôi cũng đến nghĩ là anh có phải đến khoảng hơn 100 cây rồi. Thậm chí còn những cây nhỏ nữa, ví dụ như cây này bé tí để trên bàn uống bàn trà đây. Đấy. Anh bê tay lên này, anh bê cao lên. Đấy, nhẹ nhàng chưa các bác? Để trên bàn tay được của anh Xuân này. Rồi. Đây, ví dụ cây này nhá, anh chọn những cây cần thăng mà có cái đường bệ gốc rất là kỳ quái. Đẹp của những thân và gốc cây cần thăng nó tăng thêm cái giá trị anh ạ. Nhìn hay quá nhỉ. Cơ bản nó khỏe thế nhỉ. Đúng không? Đây là cái sản phẩm rất nhỏ. Có thể để trên bàn uống nước. Rồi. Và bây giờ chúng ta trở lại với cái hàng quất thành phẩm những cây nhỏ nhỏ này đi. 1B, 2B đi. Đây, trên một cái tượng cụ Di Lặc Chương Vàng và cụ Di Lặc đây. Đấy. Chương Vàng. Để trên bàn. Đem lại rất nhiều may mắn và tài lộc cho quý vị trong ngày Tết đến xuân về. Cụ Di Lặc thì cụ dâng vàng, mà trên thì là những cái trái quất cũng màu vàng. Đúng không anh? Vâng. Đấy. Sức sống thì tuyệt vời rồi, bởi vì được nuôi từ những cây thân cây cần thăng đây. Cái lá cần thăng nó lại nhỏ nhỉ. Vâng. Lá nhỏ mà màu xanh của lá rất hay. Đây, anh thấy không? Lá rất nhỏ, đẹp. Đây, sắp tới nó sẽ bật những cái lộc như này thì có lộc và có hoa luôn. Vâng. Thế là có lộc này, có hoa này, có trái xanh này và có trái chín. Vâng. Đấy. Đảm bảo tứ quý. Tứ quý. Như người ta gọi là tứ quý. Hấp dẫn là vậy đấy. Đây, ví dụ cái gốc cần thăng rất quái này có củ tích tụ phát lộc nhé. Trên là những cái trái quất. Là bây giờ anh chọn cho tôi ví dụ như cây này đi. Cây này tôi thấy hấp dẫn quá này. Đây nhá. Nhưng mà ngược sáng quá. À thôi được, tôi để check cái này. Đây. Chúng ta đang nhìn có một cái cây quất này. Nếu mà anh cắt bỏ hết những cái cành này đi thì nó trơ ra một cái đường xoắn, một cái củ cây cần thăng khá đẹp. Chia thành hai nhánh, một nhánh hoành đeo quả và một nhánh trực đưa lên làm ngọn. Cây này thì một người bê nhẹ nhàng. Nếu mà chúng ta kê cái đôn ở phía đầu bàn trà uống nước để chơi ngày xuân thì rất là hấp dẫn. Đấy là một cây bên này cũng thế. Những cây như thế này thì giá khoảng bao nhiêu thì anh giao lưu anh? 5 triệu. Giá 5 triệu. Đẹp rồi. Chúng ta cũng hay mua những cái chậu đào 4 đến 5 triệu.
và có những cây quất lớn cũng khoảng độ 1,5 triệu rồi, những cây quất mà tầm đầu người đấy. Thì cây này là cây 5 triệu, nó mang tính nghệ thuật, nó đúng rồi, nó có cái không đụng hàng. Nếu mà cành đào chậu quất lớn thì nhiều nhà có và bán khắp nơi nơi, đúng không anh? Vâng. Những cái này đúng rồi. Những cái này thì phải đến gặp tôi. Những tác phẩm này mang tên tôi. Tuyệt vời quá. Ví dụ như cái chậu này lớn hơn một chút, cây cần thăng rất già. Và đây là cái thương hiệu của cây cảnh, cây quất nghệ thuật của nghệ nhân Trương Ngọc Xuân. Và thay cho lời kính chúc quý khách năm mới có nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, an khang, thịnh vượng, được treo trên tác phẩm. Chúng ta thấy là ông Trương Ngọc Xuân này cũng rất là trân trọng, quý giá những cái sản phẩm của mình làm lên, và đó cũng chính là cái tâm tư tình cảm gửi đến với các bạn, với khán giả, với những người yêu cần thăng ghép quất, yêu cái đẹp và yêu nghệ thuật. Vâng. Bên cạnh đó đây, không chỉ có quất nhá, chúng ta thấy cũng có một số những cây xanh dáng long và dáng trực liên chi cũng khá đẹp đấy. Tất cả những sản phẩm này nếu mà chúng ta đến thăm trực tiếp vườn thì sẵn sàng cũng được giao lưu và giao dịch với nhau. Từ những cây xanh dáng long, dáng trực liên chi, những cây khế và phi lao đây. Tuyệt vời quá. Bây giờ tôi sẽ chụp với cái hình ảnh của những cây tầm nhỏ để làm cái ảnh bìa cuốn thứ hai này. Đẹp, hình ảnh của những chậu quất tầm nhỏ rất là xinh xắn. Vâng, chúng ta đến với nhà vườn Xuân Phượng qua số điện thoại 0912 072 944, phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Đẹp quá. Ngoài những cái sản phẩm mà chúng ta vừa mới thưởng thức là những cây cần thăng ghép quất, thì còn có những dòng cây khác bonsai mini, ví dụ như cây rành rành này. Đấy, cái lô này rành rành của tôi thấy anh rất nhiều. Đều là những cây một người bê để bàn trà, với nhiều hình dáng khác nhau. Các bạn đến đây chơi thì có thể chúng ta lại có một cái chậu rành rành nho nhỏ mang về biểu tượng cho làm ăn phát đạt, để mà có của để dành cho con cho cháu đấy. Chỗ này là hoàn toàn là rành rành hết. Còn những giò lan Đài Châu. Vâng. Sau đến rành rành thì là có những cái giò lan Đài Châu đây. Đang có nụ. Khu vực này anh treo rất nhiều lan. Đặc biệt cái đan Đài Châu này thì lại cứ Tết đến là có hoa, ta không phải xử lý gì cả. Và cứ đúng vào dịp đón xuân. Vâng. Rất nhiều nhá. Đấy. Đủ để cho các bác thỏa chí sưu tầm, chơi lan, chơi rành rành, chơi quất. Và các cái cây bonsai nhỏ. Vâng. Ví dụ như cây rành rành này thì giá bao tiền anh? Rành giá 1 triệu. Giá 1 triệu cây này. Và ngoài ra thì còn có những cây mai chiếu thủy này. Đều là những cây mai dòng lá nhỏ. Đây, cây lộc vừng rất xinh xắn nha, rất nhỏ, rất đẹp.
chơi chơi thì không, chơi không 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 không. Và Đỗ Sinh vừa gửi đến các bạn hai cuốn video nói về những cây cần thăng được ghép quất tại nhà vườn Xuân Phượng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Chúng ta hãy đón xuân mới trong không khí đầm ấm, được ấm áp bên cạnh những chậu quất, những cây quất được ghép từ cần thăng với cái sức sống rất khỏe, sai quả, bền vững, thật là bổ ích và lý thú khi chúng ta được chào đón những cái sản phẩm mới từ nhà vườn Xuân Phượng. Xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi và đồng hành cùng với Hương Sắc Đỗ Sinh. Chúng ta tạm dừng tại đây để hẹn nhau những cái chương trình nối tiếp.